đừng lớn à. Trên thảm đỏ bây giờ đang là ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, và ông Phan Đình Phân, chủ tịch Hoàn cầu. Đúng rồi. Và ông Trần Hoàng Nam, chủ tịch Hiệp hội Đúng rồi, sâu vô đoàn Hải Tuấn, Hóa Thái Tuấn. Đèn bên này nha, đèn bên này rồi đánh mạnh chân qua cho anh nè. Đúng. Nhìn sâu cho anh nha. Rồi cho một tấm cộng luôn. Đi qua đây tí xíu Quân. Ok, rồi. Chưa có thật sự là tới một cái ngày đó giống như hôm nay.
và cuộc thi Miss Universe đúng như kiểu là nơi để một viên ngọc được phát sáng vậy đó. Và năm nay em nghĩ là tới đêm hôm nay năm em nghĩ là Lệ Nam chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn đêm bán kết. Nhưng mà năm nay có rất nhiều thí sinh mạnh đó, năm nay có rất nhiều thí sinh mạnh thì thí sinh mạnh hay không là do ban giám khảo chấm, còn vương miện thuộc về ai thì tới bây giờ mình cũng chưa biết, nhưng mình vẫn cứ hy vọng rằng là niềm tự hào ấy sẽ gọi tên Lê Thị Lê Nam. Hôm nay trên thảm đỏ chúng tôi đang có người đẹp tuần lên. Chụp đó. 3, 2, 1.